À, xin giới thiệu với các bạn một cái dòng động cơ AC loại siêu khủng hàng 7,5 kg. Đấy. À, con động cơ này có kích thước là chiều dài là 30 cm, chiều ngang này là 18 cm, chiều cao cũng 18 cm. Dòng này là dòng động cơ AC. Đấy, có thông số là 72V, 7,5 kW. Đấy. Vòng tua là 3.000 vòng trên phút. Dòng định mức là 118A. Đấy, con này thì rất là khỏe. Trục nhông là 18 răng này. Đây là em test thử, nó chạy rất là êm. Chạy rất êm và rất là bon nhé. Đây mình thả ga rồi đấy, vẫn tít. Đấy. Con này thì có đảo chiều các bạn nhé, quay rất là êm. Đây là đảo chiều này. Con này đảo chiều thì nó cũng phải dừng lại rồi nó mới đảo, chứ nó không đang chạy lùi nó lại đảo ngược lại được. Và cái chiều tiến của nó cũng nhanh hơn chiều lùi so với bình thường, cái dòng động cơ bình thường. Chiều tiến thì theo cái phương nhìn vào mặt động cơ thì nó là chiều thuận kim đồng hồ các bạn nhé. Đấy, rất là bon. Con này thì có cân nặng rất là nặng ký. Cái bộ động cơ này có trọng lượng là 33 kg các bạn nhé. 33 kg đấy, rất là nặng cân. Đấy, tất cả sẽ được đấu lỗi sẵn như này. Có một bộ chân ga, bảng điều khiển và động cơ, ổ khóa nữa, được đấu lỗi sẵn như vậy. Đấy, mọi chi tiết đặt hàng, các thông số thêm xin liên hệ 0983 818 955. Con này nó cũng có cảm biến này các bạn nhé. Chuyên cho xe sân golf, xe du lịch và các loại xe lâng, xe tải trọng lớn.